Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chương trình Welcome Compact 2.0. Các bạn sẽ nhận được khoảng sẽ chia sẻ khoảng 5.000 cái token CC, tức là do token KuCoin các bạn nhé. Đấy, cái dự án này thì đã list ở trên CMC rồi, lên CMC và list ở một số sàn khác nhau. Chúng ta có thể check ở đây. Giá đang là khoảng 0,5 đô la một đồng. List ở PancakeSwap mọi người nhé. Này, đấy, có lúc giá cũng lên đến 1 đô các bạn nhé. Bây giờ nó còn 0,5 đô la. Đấy. Dự án này thì có ký hiệu là CC. Đấy. Các bạn có thể đọc qua một ít thông tin về cái dự án nhé. Đấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ theo dõi cái Telegram trước này. Ở đây thì có một cái giải thưởng dành cho tất cả mọi người là có 700 winner. Đây sẽ là chọn ngẫu nhiên các bạn nhé. Đấy. 100 bạn mà có cái tổng cái nhiệm vụ này, mình cứ gọi là điểm đi các bạn nhé, cho nó dễ. Các bạn được điểm nhiều nhất, tức là các bạn có giới thiệu bạn bè ấy, nhiều thì các bạn sẽ được chia sẻ là 20 câu tương đương với khoảng hơn 20 đô la. Đấy, còn 600 bạn may mắn sẽ nhận được 5 CC, tức là tương đương với khoảng hơn 5 đô la các bạn nhé, trở lên. Cái này thì cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, mình theo dõi một số cái mạng truyền thông xã hội của nó ở trên Twitter cũng như là Telegram nhé. Đây là contract nhé các bạn nhé. Đây còn đây là website này. Chúng ta check qua contract luôn. Và đây thì mọi người ấn vào join nhé. Chúng ta join cái website này. Hơi bị đầy rồi mọi người ạ. Bỏ qua một ít thông tin nhé. Đây, chúng ta join nhé. Join xong thì mọi người ấn vào continue. Chúng ta join với cái Telegram của mình mà đã đăng ký ở trên nền tảng Glam nhé. Tại vì cái dự án này thì họ sẽ mình đang làm ở trên nền tảng Glam. Join hai cái group thôi nhé. Rồi, chúng ta ấn vào Continue. Cái này thì chúng ta join ở trên Discord nhé mọi người nhé. Nó có mấy cái nhiệm vụ thôi, thì mọi người cố gắng làm nhé. Mọi người ấn vào Accept. Accept, Accept. Xem là mình có phải verify không nhé. Đấy, còn chúng ta ấn vào đây, complete cái này nhé. Dự án này mình thấy khá là tiềm năng và có thể tăng giá được đấy mọi người ạ. Rồi, ok, quay lại chúng ta ấn continue tiếp nhé. Cái này thì chúng ta view cái post của họ ở trên Telegram nhé. Đây, chúng ta ấn vào đây. Post là cái post thông báo này, we are coming nhất. Cơ bác 2.0 work và code phiên bản 2.0 chính thức ra mắt này. Trộm cắp và bảo mật và trục xuất bắt đầu hành trình tuyệt vời cùng cơ bác. Ok, chúng ta ấn continue thôi. Cái này thì chúng ta dán ví BEP nhé. Mọi người nhớ là chúng ta dán ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet đều được. Rồi, chúng ta sẽ dán cái ví vào đây. Rồi, chúng ta ấn Continue. Rồi, ok. Ở dưới này thì chúng ta flow Twitter luôn nhé. Twitter đấy chắc là ngày trước mình đã làm cái chương trình AirDrop và đã flow rồi. Visit page này. Cái này page thì chúng ta lúc nãy chúng ta ấn ở đây. Cũng được, không sao cả. Chúng ta quay lại, chúng ta join flow.
Chúng ta chỉ cần visit thôi nhé, đến thăm cái website và check qua một ít thông tin. Cái dự án này thì hình như trước đã làm iRob rồi đấy. CC token này. Dự án này trang trại bò. Rồi, cuối cùng là vấn đề là chúng ta trời ơi, ai gọi tôi vậy? Chúng ta cuối cùng là chúng ta sẽ copy là cái link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia để kiếm thêm cái point này nhé. 100 bạn may mắn, cuối cùng là 100 bạn mà có điểm số cao nhất thì sẽ nhận được 20 cc, còn những cái bạn mà may mắn thì sẽ nhận được 5 cc cho 600 random mọi người nhé. Như thế là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn cái dự án này rồi. Đấy, thì nếu mà bạn nào mà chưa làm cái dự án này thì các bạn đăng ký nhá, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6. Cái dự án này thì mình cũng có xin được một slot là sẽ dành cho cái cộng đồng của anh Kỳ MMO ấy, thì sẽ có là khoảng 100 cái ấy nhá mọi người nhá, 100 cái vé cho các bạn. Đấy. Thì bạn nào mà làm theo mình ấy thì các bạn vào trong cái bài viết nhé. Mình sẽ để một cái bài viết ở bên dưới này. Bạn nào mà ấy nhá. Đấy, bạn nào mà làm theo mình ấy thì mọi người nhớ là mình đăng cái bài viết lên đây này, thì các bạn bình luận xuống bên dưới cho mình nhé. Ok chưa? Bạn bình luận xuống bên dưới cho mình. Ví dụ ở đây các bạn bình luận đây. Đấy, các bạn ấn dán cái ví vào nhé. Ví dụ cái ví của các bạn này. Thì các bạn ấn vào gửi nhé. Đấy, thì gửi cho mình ví vào đây. Đấy. Ok chưa các bạn? Mình sẽ chọn 100 bạn mà đầu tiên nhé. Nếu bạn nào mà ở trên 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 YouTube ấy, thì các bạn bình luận xuống bên dưới ấy, cái phần bình luận nhé. Đấy, các bạn vào xong cái phần bình luận. Ừ, cái YouTube của mình này. Đấy, có cái video này nhá, mọi người ấn vào số cái bình luận cho mình. Đây, các bạn dán vào đây bình luận nhé. Ok cho mọi người. Đấy, như thế là đã xong cái dự án này rồi. Đấy, cái dự án này cũng khá là tiềm năng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Nếu các bạn tham gia cái dự án này thì các bạn bình luận ví xuống bên dưới bài viết cho mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Nếu có cái update thì mình sẽ update lên kênh Telegram của mình. Vì vậy cho nên là các bạn nhớ đăng ký kênh Telegram ủng hộ mình cũng như là update những dự án khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.